which is really what this is focused on Tôi không quá hứng thú với việc quay trở lại văn phòng. Bạn biết đấy, hầu hết tất cả các cuộc họp hiện nay đều thực hiện thông qua hình thức video. Chúng tôi đang cố gắng hướng tới một mục tiêu là làm mọi người dù không hề có mặt ở đây nhưng vẫn có thể cùng xuất hiện trên video. Công nghệ thực tế ảo VR hỗ trợ chúng tôi làm điều đó. Đó là lời phát biểu của CEO Facebook Mark Zuckerberg dưới dạng hiện thân ảo avatar trong ứng dụng làm việc từ xa thực tế ảo mang tên Horizons Workroom. Bản thử nghiệm này vừa được trang mạng xã hội lớn nhất thế giới cho ra mắt, giúp người dùng có thể tổ chức các cuộc họp ảo chỉ với một chiếc tai nghe không dây sử dụng công nghệ VR. Thông qua các phiên bản hình đại diện tự thiết kế, người dùng có thể tham gia phòng họp ảo và cùng thảo luận với nhau trong khi vẫn sử dụng máy tính ngoài đời thực. Tuy nhiên, khách hàng của Facebook phải tuân thủ mọi tiêu chuẩn trên cộng đồng thực tế ảo VR, nếu không, hành vi vi phạm của họ sẽ bị báo cáo ngay lập tức. Phía Facebook cũng cam kết sẽ không sử dụng dữ liệu trong các cuộc trò chuyện cho mục đích quảng cáo trên nền tảng. Đây là một công cụ hữu ích đối với tất cả mọi người, nhất là những ai cần sự gắn kết trong cuộc họp. Trước đây, những thứ như thế này không hề tồn tại. Facebook kỳ vọng ứng dụng văn phòng thực tế ảo sẽ là bước đi đầu tiên giúp hiện thực hóa mục tiêu biến mạng xã hội lớn nhất hành tinh này trở thành trung tâm của một vũ trụ kỹ thuật số vị trí thống trị này sẽ giúp Facebook giảm thiểu tối đa sự phụ thuộc vào các gã khổng lồ công nghệ khác trong đó có apple